Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim 100 đồng tóc cần Covid nha bạn. Thì để claim được thì mình có để phần link con chắc với phần link mô tả, hoặc là bạn join vào kênh Telegram bạn copy con chắc này giúp mình nha bạn. Sau khi các bạn copy con chắc thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn. Thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn send giờ cho nó không BNB nha bạn. Bạn bấm gỡ nè. Bạn phải có trong ví bạn có phải 0.00001 BNB nha các bạn, để làm phí gà chuyển các bạn. Cho tất cả các bạn chỉ bấm gỡ. Các bạn bắt địa chỉ người nhận nè. Số lượng thì các bạn ghi giùm mình không nha các bạn. Rồi bạn bấm nút tiếp theo. Mình claim được con này tốn có khoảng 0.35 đô nha các bạn. Rất là rẻ các bạn, mấy ngàn bạc à. Sau này tôi cần này nó mà lên giá là các bạn ngon nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm nút nạp thôi các bạn. Sau khi các bạn gửi xong thì các bạn sẽ thấy số dư của bạn 100.000 tóc cần Covid đã về nè. Mình qua bên dưới mình bắt up lên các bạn. Mình xuống đây mình coi các bạn. Vâng, mình bắt up ở dưới đây kìa. Anano. Rồi, mình có để phần link con chắc ở dưới phần link mô tả các bạn việc copy và dán nha. Thì con chắc là con chắc cái địa chỉ gỡ luôn các bạn. Các bạn việc bắt con chắc nó vào thôi các bạn. Các bạn bấm vào mục tìm kiếm, các bạn mở ra nè. Covid nè, Covina nè. Rồi các bạn sẽ thấy được 100 tóc cần Covina virus nè các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 100 tóc cần Covina Covid đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo thì mình nhé.